Xin chào mọi người. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop Lenovo ThinkPad T490S nha mọi người, mẫu máy được sản xuất cuối năm 2019. Màn hình 14 inch Full HD, cái mẫu máy rất là mỏng. Mỏng như là dòng X, chất lượng cấu hình rất là cao ha. Và giá rẻ nữa. Ngõ sạc nè, ngõ Type C này là thun bot nha mọi người, Type C sấm sét á, USB, HDMI, tai nghe. Bên này á, thì có ngõ USB nè, màn hình 14 inch nha. Cái vỏ ở ngoài á, thì cũng nói chung là nhìn thì nó cũng khá sạch sẽ, nó bị vết bóng nhiều á mọi người. Đây có mòn một tí nè, có mòn mấy cái chỗ này. Đây đã qua sử dụng thì thường thường là những cái dòng mà ThinkPad này á, thì nó mòn và khó thấy á mọi người, trên nền đen á, quay nghiêng thì thấy là nó có hơi mòn mòn bóng bóng đó. Đã qua sử dụng thì nó phải mòn mòn như vậy á mọi người, chứ còn lại là ok. Có cái chỗ này nó nứt nhẹ, nó rạn nhẹ, hầu hết nó giống như dòng X390 hoặc X280, nó thỉnh thoảng nó như vậy, nhưng mà hoàn toàn là cứng cáp và không có ảnh hưởng gì hết nha mọi người, rất là cứng cáp luôn. Tại vì đây là cái phần vỏ thôi, còn cái phần nẹp nữa nè, và nó rạn tí chỗ này cũng không có ảnh hưởng gì hết. Một là để nguyên vậy mình sử dụng, hai nữa mọi người khó tính thì mình dán sticker hay gì lên là không vấn đề gì hết, đương nhiên thì giá sẽ rất là tốt. Ở bên trong màn hình 14 inch, webcam rồi đầy đủ hết, màn hình full HD, có thể bật ngửa 180 độ như thế này. Phím phím thì có bóng nhẹ, nói chung là những cái ký tự mà xung quanh cái vùng mà chính giữa này nó hơi bóng, còn lại bên ngoài thì không có. Và mình có dán phím quốc tế, mình dán luôn nha mọi người, mình dán luôn để che đi những cái bóng đó. Và đây ký tự quốc tế vẫn giữ được nguyên bản chất êm mềm zin xịn ha, lát phím rồi đầy đủ hết để mà mọi người làm việc rồi vậy nè, rất là đều đẹp. 14 inch. Cái dòng này thì cái dòng văn phòng là cực kỳ thoải mái luôn á mọi người, bàn rây chuột mứt rượu và sạch sạch sẽ. Phần này thì cũng người ta đã qua sử dụng, đôi lúc người ta sử dụng người ta hay kê tay vậy mọi người nè, và bóng thôi, không vấn đề gì, nó cũng bóng nhẹ thôi à. Bên này cũng vậy, có chỗ này nó hơi mòn tí đây ha, góc cạnh nó hơi mòn vậy thôi. Đây nhìn chung thì như thế này nha mọi người, màn hình 14 inch full HD, màn hình chống chói. Cấu hình là i7 Gen 8 nha, 8665 nè mọi người. Đó. Nếu mà T480S thì sẽ là 8650, còn T490 là 8665 nha. RAM 16 GB, SSD là 512. Đây mọi người, đó. Máy là hoạt động hoàn hảo. Trên nền trắng nó có phản quang một chỗ tí chỗ này nè, hơi trắng trên nền trắng, còn lại là nền khác là ok và bình thường hết. Cái này thì nó không hề ảnh hưởng gì tới máy đâu mọi người. Ví dụ như là mọi người sử dụng nó là cái hằn, cái tấm mà cái tấm phản quang phía phía ở đằng trước này nó hằn ra phía sau, và nó trên cái màn hình nó hơi trắng hơn bình thường một chấm, còn lại không vấn đề gì, không hề ảnh hưởng gì hết. Cái phản quang này mình cũng hay nói nhiều ở mọi video rồi. Máy là ưu điểm của con này, đặc biệt là pin, pin nó là phải là 4 5 giờ nha mọi người. Pin rất là trâu luôn. Pin là xài là 4 giờ, 4 mình cho xem YouTube á mà 4 giờ rưỡi rồi nhưng vẫn chưa báo pin yếu, vẫn còn ba mấy phần trăm. Cho nên là pin này là 4 5 giờ vô tư. Máy là cực kỳ ok. Đó, chất lượng, cần một con giá rẻ mà để làm việc văn phòng nè. Cấu hình thì lại cao, máy thì chất lượng và pin trâu. Sạc sạc Type C nữa của ThinkPad, đầy đủ các ngõ kết nối, thì mình nghĩ lựa chọn con này là ok nhất. Chỉ có những cái nhược điểm mà mình có chỉ thôi, còn lại là quá ok luôn. Giá cực kỳ rẻ, có 7 triệu thôi, 7 triệu ha, mình xả 7 triệu bởi vì là máy nó có nứt nhẹ một tí này thôi. Vậy thôi mọi người, ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Con máy rất là chất lượng luôn mọi người, zin từ đầu tới cuối, luôn luôn bao zin nên mọi người yên tâm về chất lượng. Mọi người mua hàng thì mọi người cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code, mọi người nhận hàng nè, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Máy thì luôn luôn bao zin, có nghĩa là chưa từng sửa chữa gì hết, sao thì sẽ như vậy ha mọi người ha, cho nên mọi người yên tâm về chất lượng. Cảm ơn mọi người nhiều.